这么热的话，可不好停哟。我做法器非常对，整个彩虹不倒谁拦住的。那各位，上海有海底轮哦，有，有几天，懂不？很多人拦住的。昨晚中午我这边拦住了哈密的。各位摸不摸不行哟，摸不见不行。我得下的，各位摸得关键说。50 số các bạn nhân 20 đề các bạn thành bao nhiêu số? 100 số. 1000 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 这是这里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 
cho nó dán chỗ này thì vấn đề rồi. Dán lấy chỗ này thì vấn đề rồi. Nhưng giờ nó dán chỗ này cũng không thể. Được chưa? Hả? Không phải không? Chỉ cần thế thôi. Thế là cao hơn thôi. Chỉ cần vậy là cao hơn thôi. Không, cái lần này là cái lần gì nhỉ? Khuyến mại cho các bạn để các bạn gì nhỉ? Tôi hết, nhưng bạn nào chẳng may không qua cái vòng khuyến mại thì sẽ rơi vào gì nhỉ? Chung kết. Chung kết. Các bạn biết là chết đủ lên thiên đàng ha xuống địa ngục đúng không? Vòng chung kết đấy. Nên hãy để cho mình sống được để cho mình gì nhỉ? Thắng đây gọi là gì? Cấp trên. À đúng rồi, đây chính là chuyện chuyện cấp trọng. Chậm. Yeah. Cấp chậm hay còn gọi là gì? Cấp trên. Đây nó chính là gì? Nhận diện cấp độ. Yeah. Nhưng vấn đề nó sẽ thay đổi nếu nó dán vào đây. Cung này chính là cung sau. Nhưng nó dán vào chỗ này có thể bạn được tập trung và nhìn. Chứ nếu mà bạn tập trung và quay như vậy các bạn sẽ gì nhỉ? Không nhớ cái gì. Quan trọng bây giờ các bạn nhớ cái gì để các bạn gì nhỉ? Thì mà tôi muốn bạn tạo thành cái phản xạ và khi tôi sẽ gì nhỉ? Chỉ biết mình phản xạ nhanh trong đầu mình nhớ ra nó không? Vì mai vào phòng thi các bạn không thể có thời gian được. Vì chúng ta mai chỉ 1 phút rưỡi để chúng ta một gì nhỉ? Một chặng như vậy thì nhỉ? Ngày mai tôi sẽ để bao nhiêu số các anh chị? 15 số. Nên các bạn lưu ý như vậy nhớ nhớ. Nên giờ tập phản xạ trong đầu mình đi. Phút rưỡi. Hả? Ai đến thế? Cái này cái gì? À đúng rồi, diện khớp bỏng tắc. Nhưng nếu mà dán đây là có vấn đề này. Sao dán rồi sao nó lại thích đẹp đây dán? Chưa bao giờ bị quả rắn trúng lỗ à? Vì cái môn mình ấy, chưa quả có kim luôn mà gì nhỉ? Lưng cái kim sẽ mang gì? Mang số, còn đầu cái kim sẽ được gì? Xuyên vào đấy. Thế mới lạ gì nhỉ? Không quan chẳng loại bây giờ thì đủ gì các bạn có cách. Nhớ cái này chưa? Đảm bảo nhớ. Đâu chúng mình. Cái này nếu mà dám đây gọi là gì? Đầu xương sườn. Dám lệch đây cái gọi là cổ sườn. Dám lệch đây gọi là cổ sườn. Nhưng mà dám ra đây góc dám đây cái không ra được không ra không phải dưới sườn thế đây cái sườn này mình thành ra quân giang ngày mai không được phép lập gì nhỉ? Lập bập là chết ngay. Nhô diện khớp này cánh cùng bờ trước cánh sau cùng cô bờ trước hả cánh gì bờ trước nghỉ
nhớ chưa? Xong phần siêu ngay 3 điểm, 3 câu đúng không? Không điểm.